Xin kính chào quý vị khán giả. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tạp chí Sức khỏe đời sống của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Như thường lệ, mở đầu chương trình là bản tin y tế với các thông tin đáng chú ý. Trong tháng 3, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 10 ca mắc sởi. Hưởng ứng tuần lễ glaucoma thế giới với chủ đề "Hãy đến khám mắt để phát hiện glaucoma", đã có hơn 1.200 bệnh nhân được khám mắt miễn phí. Cục An toàn vệ sinh thực phẩm thu hồi hai sản phẩm thảo dược bảo vệ sức khỏe không an toàn với người. Nối tiếp chương trình, mục thầy thuốc với người bệnh sẽ hướng dẫn khán giả về những dấu hiệu để nhận biết căn bệnh ung thư dạ dày. Mục cẩm nang y học, lương y Lê Văn Đỏ sẽ hướng dẫn cách làm bài thuốc trị tiểu đêm. Vì sao người dân chưa mặn mà với sàng lọc ung thư sớm, sẽ có trong một câu chuyện y tế kỳ này. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng đến với phần bản tin. Trong tháng 3, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 10 ca bệnh sởi điều trị tại các bệnh viện tuyến trung ương, trong đó có 2 ca bệnh là người lớn. Các ca bệnh sởi đến từ tỉnh Hưng Yên đang được điều trị tại 2 bệnh viện tuyến trung ương là Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Trong đó có 2 ca sởi là người trưởng thành, cả 2 bệnh nhân này đều chưa tiêm vaccine sởi. Một ca sởi là cháu bé sinh năm 2009, không rõ tình trạng tiêm vaccine. Các ca còn lại, các cháu đều sinh cuối năm 2018 và đầu năm 2019, chưa đến tuổi tiêm phòng sởi hoặc mới tiêm được một mũi. Tại các bệnh viện tuyến tỉnh cũng tiếp nhận và điều trị cho 54 trường hợp bệnh nhi sốt phát ban với các triệu chứng đặc trưng của bệnh sởi. Các ca bệnh này tập trung nhiều tại 2 bệnh viện là Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Sản nhi tỉnh. Hiện nay, bệnh sởi vẫn đang diễn biến rất phức tạp. Các bậc cha mẹ nên chủ động phòng bệnh cho con bằng cách giữ gìn vệ sinh sạch sẽ và đưa trẻ đi tiêm phòng vaccine sởi. Thưa quý vị, thời tiết chuyển mùa xuân hè, nhiều trẻ nhỏ mắc các bệnh truyền nhiễm, trong đó đáng chú ý là bệnh cúm, vì căn bệnh này đang có xu hướng gia tăng các trường hợp biến chứng. Ghi nhận tại khoa Nội nhi 2, Bệnh viện Sản nhi, thời điểm này số trẻ điều trị nội trú vì bệnh cúm dao động trong khoảng từ 20 đến 30 bệnh nhân, chiếm 40% bệnh nhân của khoa, trong đó chủ yếu trẻ mắc cúm A. Triệu chứng của bệnh là sốt rất cao, từ 39 đến 40 độ C, kèm theo ho nhiều, chảy nước mắt, nước mũi, đau họng, buồn nôn và có thể viêm họng, viêm phế quản. Bệnh cúm có thể gây biến chứng viêm não nếu không được phát hiện và điều trị sớm, có thể để lại di chứng về thần kinh, nặng có thể tử vong. Tại Hưng Yên chưa ghi nhận trường hợp nào biến chứng viêm não sau cúm. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Nhi Trung ương đã có 3 trường hợp biến chứng viêm não sau khi mắc cúm. Trong khi đó, trước đây chỉ có từ 1 đến 2 trường hợp một năm. Theo các bác sĩ, việc chủ động tiêm phòng cúm là cách tốt nhất để phòng cúm cho trẻ. Hưởng ứng tuần lễ glaucoma thế giới với chủ đề "Hãy đến khám mắt để phát hiện glaucoma", Bệnh viện Mắt Hưng Yên vừa tổ chức khám mắt tư vấn miễn phí cho các đối tượng có nguy cơ mắc bệnh glaucoma tại 10 xã của huyện Yên Mỹ. Hoạt động tầm soát bệnh glaucoma đã diễn ra trong 7 ngày, khám sàng lọc và tư vấn miễn phí cho hơn 1.200 người, chủ yếu là các cụ cao niên. Kết quả ban đầu cho thấy hơn 60% người cao tuổi mắc bệnh glaucoma với những biểu hiện thường gặp như giác mạc mờ đục, thường xuyên cộm ngứa mắt, sợ ánh sáng, chảy nước mắt. Theo bác sĩ Đỗ Đức Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt tỉnh, bệnh glaucoma là căn bệnh đứng thứ hai gây mù lòa và có thể phòng tránh được. Tuy nhiên, vấn đề báo động việc người dân lạm dụng và tự ý sử dụng thuốc nhỏ mắt không có chỉ định của bác sĩ khiến cho mắt có thể bị glaucoma do corticoid kéo dài. Bên cạnh đó, bệnh glaucoma còn có yếu tố di truyền nên người bệnh và người thân cần có kiến thức để phát hiện bệnh sớm. Khi phát hiện bệnh, cần phải đến ngay cơ sở chuyên khoa mắt để có phương pháp điều trị kịp thời. Hiện nay áp dụng các phương pháp vật lý trị liệu để điều trị các bệnh thuộc chuyên khoa thần kinh, cơ xương khớp, rối loạn chuyển hóa là hướng đi mang lại nhiều hiệu quả. Laser nội mạch là một phương pháp được đánh giá cao trong lĩnh vực này. Phương pháp laser nội mạch là đưa đầu phát laser công suất thấp vào lòng tĩnh mạch thông qua thủ thuật chọc kim đơn giản như truyền dịch, nhưng thay vì truyền nước, những chùm tia laser được truyền vào mạch máu. Nó mang hiệu ứng đi khắp cơ thể vì năng lượng lan theo dòng máu tác động lên tất cả các thành phần như hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu. Phương pháp này có tác dụng rất lớn trong điều trị nhiều bệnh lý mãn tính như mất ngủ, thiểu năng tuần hoàn não, rối loạn tiền đình, rối loạn thần kinh thực vật, bệnh động mạch vành, tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu. Đồng thời hỗ trợ điều trị đối với các bệnh do di chứng tai biến mạch máu não, di chứng chấn thương sọ não, bệnh viêm đa khớp. Laser nội mạch là phương pháp điều trị ít tốn kém, hầu như không có tác dụng phụ. Đây là một kỹ thuật đã được áp dụng thành công tại Bệnh viện Y Dược Cổ truyền tỉnh từ hơn 10 năm qua. Mỗi ngày, bệnh viện có thể áp dụng phương pháp này cho trên 50 bệnh nhân.
Vừa qua, Cục An toàn Thực phẩm đã quyết định về việc thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm đối với hai sản phẩm bảo vệ sức khỏe là thảo dược Topi và LHT Jacmark. Cụ thể, Cục An toàn Thực phẩm đã ra quyết định thu hồi lô sản phẩm bảo vệ sức khỏe thảo dược Topi là thảo dược hỗ trợ cho người tiểu đường từ ngày 28 tháng 3 năm 2019 của công ty cổ phần quốc tế Lotus có địa chỉ ở phường 8, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh do kiểm nghiệm phát hiện chất fenformin là 12,33mg trên một viên. Đây là hoạt chất đã bị các nước trên thế giới và cả Việt Nam cấm lưu hành từ nhiều năm qua. Cùng với đó, Cục An toàn Thực phẩm cũng ra quyết định tạm dừng việc bán lưu thông hàng hóa đối với sản phẩm bảo vệ sức khỏe LHT Jacmark hỗ trợ cho người bị đau nhức xương khớp của công ty cổ phần dược phẩm quốc tế Canada Việt Nam có địa chỉ tại huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội từ ngày 27 tháng 3 năm 2019 do sản phẩm có chỉ tiêu hàm lượng chondroitin sunfat không đạt chất lượng. Thưa quý vị và các bạn, ung thư dạ dày là căn bệnh phổ biến trên thế giới và Việt Nam. Đặc biệt, bệnh nguy hiểm ở chỗ nhiều triệu chứng của nó rất mơ hồ, không rõ ràng. Vì vậy, nhiều người rất dễ bỏ qua đến khi bệnh nặng mới đi khám. Để nhận biết những dấu hiệu sớm của ung thư dạ dày, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với Thạc sĩ bác sĩ Trần Công Khanh, trưởng khoa thăm dò chức năng Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên. Xin chào bác sĩ ạ, rất vui được trao đổi với bác sĩ trong chương trình tạp chí sức khỏe và đời sống của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa bác sĩ, như thế nào thì gọi là bệnh lý ung thư dạ dày ạ? Ung thư dạ dày là trước hết chúng ta phải xác định đó là một bệnh do qua những cái quá sản của tế bào đấy, phát triển quá nhanh, quá mạnh, mất cơ như ổn định dẫn tới có hiện tượng ung thư. Và cái tế bào này thì nó có khả năng di căn sang, di căn vào những cái cơ quan lân cận. Và nó phá hủy coi như là chính cái bản thân coi như là cái tổ chức và cái cơ thể đã nuôi nó thì người ta gọi là ung thư dạ dày. Thưa bác sĩ, vậy những nguyên nhân nào gây ra ung thư dạ dày? Chúng ta có thể kể ra là bốn cái nhóm nguyên nhân. Cái nguyên nhân thứ nhất là nhiễm vi khuẩn HB. Cái này là cái thường kỳ. Nếu như nhiễm vi khuẩn HB sau một thời gian thì coi như là vi khuẩn HB sẽ coi như làm chúng ta viêm, loét và thời gian kéo dài thì sẽ dẫn đến hiện tượng và loạn sản của tế bào và dẫn tới ung thư. Yếu tố thứ hai nữa là phải kể đến gọi là yếu tố môi trường. Thế thì yếu tố môi trường thì bao gồm là thực phẩm, đó là những cái thực phẩm mà chúng ta thường xuyên chúng ta ăn vào trong dạ dày mà không được tiêu hóa một cách trọn vẹn. Ví dụ như là dưa muối này, dưa khú này, cà khú này, thế rồi thực phẩm mà đã ướp rất nhiều gia vị hoặc thực phẩm rán, thực phẩm xào. Cái thứ hai nữa là cái hút thuốc lá và sử dụng rượu bia cũng là một trong những yếu tố gây nên cái ung thư dạ dày sớm. Cái yếu tố thứ ba nữa mà chúng ta cần quan tâm đó là cái yếu tố gia đình, là cái HB có khả năng lây. Cho nên yếu tố gia đình khi ung thư dạ dày thì có thể chiếm tới 8 đến hơn 10%. Và yếu tố thứ tư nữa mà gây nên coi như là bệnh ung thư dạ dày thì chúng ta phải kể đến đó là những bệnh lý về dạ dày tá tràng, bao gồm là viêm loét dạ dày tá tràng, bệnh polyp dạ dày, rồi thì những bệnh nhân mà đã mổ cắt đoạn dạ dày và đặc biệt là những bệnh nhân béo phì. Thưa bác sĩ, vậy thì những cái dấu hiệu sớm của ung thư dạ dày là gì ạ? Với dấu hiệu sớm của ung thư dạ dày thì thường rất là nghèo, hầu như không có một cái triệu chứng gì đặc hiệu cả. Bệnh nhân chỉ có thể đau âm ỉ vùng thượng vị, đau không có một chu kỳ nào cả, chỉ đau mơ hồ, không có và ổn định. Cho rất nhiều bệnh nhân nó bỏ qua đến khi giai đoạn mà chán ăn này, thì hoặc rối loạn tiêu hóa này, đến với chúng tôi thì thường đã là muộn. Thế là dấu hiệu muộn thì gọi đến với chúng tôi là khối u vùng dạ dày, bệnh nhân đau vùng thượng vị hoặc có thể có di căn xa, ví dụ như là có coi như là hạch ở thượng đoàn, thế rồi di căn đến một số các cơ quan lân cận, di căn đến một số các cơ quan đích, hoặc là có biến chứng như là xuất huyết tiêu hóa hoặc là thủng dạ dày. Để xác định được ung thư dạ dày thì chỉ có nội soi cộng với sinh thiết, đó là tiêu chuẩn vàng cho coi như là phát hiện ung thư sớm dạ dày. Xin bác sĩ có thể đưa ra một số lời khuyên để quý vị và các bạn có thể giữ được dạ dày khỏe mạnh ạ? À? Với cái dạ dày thì nó mang tính chất phổ biến và tính ác tính. Phổ biến là trên thế giới thì hàng năm có tầm khoảng có như 952.000
người có thể mắc bệnh ung thư dạ dày, và trong đó là 723.000 người là đã có thể chết đấy, trong cái năm coi như cũng mắc như vậy. Thế và tại Việt Nam thì theo thống kê thì có tầm khoảng 36 người trên 100.000 dân với nam và 26,1 với nữ trên 100.000 dân mắc ung thư dạ dày. Thế thì để cho dạ dày khỏe mạnh thì trước hết chúng ta phải khỏe mạnh, đó là chúng ta có lối sống lành mạnh, năng siêng năng tập coi như thể dục thể thao. Cái thứ hai là chúng ta không rượu bia, không coi như hút thuốc lá, và coi chế độ thực phẩm của chúng ta cũng phải hết sức lành mạnh. Vấn đề thứ ba nữa là chúng ta nếu như có HB thì chúng ta bắt buộc phải diệt HB. Vấn đề thứ tư nữa là khuyến cáo với tất cả những bệnh nhân, với những người mà không có triệu chứng thì từ 30 tuổi trở lên 6 tháng nên tầm soát coi như là ung thư dạ dày một lần, và tầm soát ở những đơn vị nội soi có uy tín. Vâng, rất cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian trao đổi với chương trình. Thưa quý vị và các bạn, chứng tiểu đêm gây ra nhiều phiền toái cho người bệnh. Theo đông y, nguyên nhân gây ra chứng bệnh này là do thận hư, có thể kèm theo nhiều bệnh khác như loãng tinh, tinh trùng yếu. Trong mục Cẩm nang y học kỳ này, lương y Lê Văn Đỏ, hội viên Hội đông y huyện Khoái Châu sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn bài thuốc chữa chứng tiểu đêm nhiều và loãng tinh. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Sau khi hình thành bào thai thì tạng thận là tạng sinh ra đầu tiên. Mọi chứng sinh ra thì đều là do tạng thận gây ra. Thế do vậy thì thông thường là hiện nay đại đa số là bệnh nhân mắc phải chứng thận hư. Thì trong cái triệu chứng cái thận âm hư ấy, hầu hết là nguyên nhân dẫn đến cái bệnh tiểu đêm. Đối với nam giới mà đi tiểu đêm nhiều thì kèm theo cái chứng hoạt tinh. Nguyên nhân nữa là do u sơ y học cổ truyền xưa ấy, thì có hai bài thuốc của Trương Trọng Cảnh là có giá trị chữa bệnh thận lớn nhất, đó là bài lục vị và bài bát vị hoàng. Thế nhưng mà thông thường qua kinh nghiệm thực tế chữa bệnh thì chúng tôi thấy là tỷ lệ bây giờ phải 70% là do những bệnh nhân có cái triệu chứng của bệnh thận âm hư, ví dụ như là người nóng trong, tiểu đêm và tiểu són, và trong lòng bàn tay và bàn chân nóng, người da khô hoặc là có những cái triệu chứng gây khó thở. Để chữa được cái bệnh tiểu đêm nhiều thì chúng ta nên chọn lọc trong một trong hai bài thuốc là lục vị và bát vị hoàng. Nếu như những trường hợp mà bệnh nhân thuộc cái dạng thận âm hư thì chúng ta có thể rằng là chọn cái bài lục vị hoàn ra giảm để có cái tác dụng như là thanh nhiệt, sinh tinh. Thế bài thuốc này gồm những vị là: một là thục địa hoàng, hai là hoài sơn, ba là sơn thù, 4 là trạch tả, 5 là bạch linh, 6 là đan bì. Thì trong 6 đơn vị thuốc này là của bài lục vị. Thế nhưng mà bởi vì chữa tiểu đêm thì chúng ta có thể là bỏ cái vị trạch tả hoặc là vẫn dư trục tả để đảm bảo cái tính chất của bài lục vị, nhưng giảm cái số lượng gần về tối đa, và ra thêm các cái vị như phá cố chỉ có tinh dầu sáp tinh, kim anh tử và ích chí nhân để giúp làm sao cái tác dụng là sinh tinh và sáp niệm của bệnh tiểu đêm này nó có mang tính hiệu quả tốt hơn. Về cách sắc thì bài thuốc này là mỗi lần sắc là đổ 800 ml, sắc trong vòng 2 tiếng thì chắt ra còn 200 ml thì đổ ra bát, sau đó đổ tiếp 800 ml nữa là sắc lần 2, khi còn 200 ml thì rót ra trộn hai bên 2 lần chia đều uống trong ngày. Thì riêng đặc biệt cái bệnh này thì đối với những người thận âm hư thì không nên ăn thịt chó là một này, phải kiêng toàn bộ các vị cay nóng như ớt, hạt tiêu.
Đối với người tiểu đêm với mức độ là 3-4 lần trong một đêm thì bệnh nhân có thể điều trị từ 5 cho đến 10 thang thuốc là có hiệu quả. Hiện nay nhiều cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã đầu tư máy móc thiết bị hiện đại để hỗ trợ người dân tiếp cận tầm soát, phát hiện sớm ung thư. Tuy nhiên, chính những nhận thức chưa đầy đủ của người dân đã khiến họ mất đi cơ hội phát hiện bệnh sớm để điều trị kịp thời. Ông Phí Văn Quang, 64 tuổi ở xã Hoàng Hoa Thám, huyện Ân Thi, nằm điều trị tại khoa ung bướu Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã được gần 2 tuần nay. Trước đó, sức khỏe của ông Quang đã có dấu hiệu bất thường nhưng không đi khám định kỳ. Chỉ đến khi tình trạng ho, khó thở ngày càng nặng hơn thì ông mới đi khám. Cũng là lúc nhận được kết quả ung thư phổi giai đoạn cuối. Từ 2017 đến nay là đi rất nhiều bệnh viện. Thực tế là do là mình là chủ quan, không có là lưu ý đến bản thân mình. Nên là bây giờ nó nặng. Cũng nằm điều trị tại khoa ung bướu là bệnh nhân Đỗ Thị Bốn, 53 tuổi, ở xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu. Bà Bốn nhập viện điều trị trong tình trạng vàng da, vàng mắt diện rộng và được chẩn đoán bị nhiễm độc thuốc nam, ung thư vú giai đoạn cuối. Nguyên nhân chỉ vì chủ quan không đi khám khi vùng ngực đã có sự thay đổi bất thường. Và khi được phát hiện bệnh thì bà Bốn lại không điều trị theo đúng phác đồ. Đầu tiên là tôi thì cũng không thấy đau, cũng không thấy gì, thì là cứ thấy dần nó lớn lên. Thì bảo thôi tốt nhất ra bệnh viện ca trung ương để kiểm tra. Người ta cũng bảo là cũng bị ung thư, thì tôi uống thuốc lá và mới chớm được có mấy tháng thôi, uống được mấy tháng. Chưa được 5 tháng là bắt đầu nó như thế này. Trong khi ung thư vú, ung thư cổ tử cung là một trong những bệnh ung thư nếu được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, đúng phác đồ thì tỷ lệ khỏi hoàn toàn lên tới 90%. Thế nhưng, trên thực tế, đa phần các bệnh nhân chỉ đến cơ sở y tế điều trị khi bệnh tình đã tiến triển rất nặng. Những bệnh nhân mà mắc bệnh ung thư vú và ung thư cổ tử cung ấy, là cái tỷ lệ mắc với phụ nữ là cao, rất cao. Thế thì người ta khuyến cáo ấy, để sàng lọc ung thư vú, để chẩn đoán sớm những bệnh ung thư vú, thì phụ nữ lứa tuổi trên 35 là nên phải đi khám định kỳ. Khi thấy khối u bất thường trong ngực hay mình tự sờ thấy thì tốt nhất là đến các bác sĩ chuyên khoa để người ta khám và tư vấn. Và muốn biết được cái khối u đó là lành tính hay ác tính thì chúng ta phải làm rất nhiều các cái xét nghiệm với cái bệnh lý đó thì chúng ta sẽ chẩn đoán được. Chủ quan, ngại đi khám là tâm lý thường gặp của người dân. Nhiều người sẵn sàng dành cả ngày làm việc trước máy tính, thậm chí thức thâu đêm để hoàn thành công việc, nhưng lại e ngại, phân vân dành thời gian chỉ một buổi để kiểm tra sức khỏe. Hiện nay ở khoa ung bướu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh, chúng tôi đang điều trị khoảng từ 50 đến 70 bệnh nhân hàng ngày. Ở trong đó thì gồm những mặt bệnh chính như là ung thư phổi, ung thư vú, ung thư dạ dày, ung thư đại trực tràng. Tuy nhiên thì chúng tôi hiện nay thì có khoảng trên 70% là đến trong giai đoạn muộn, và cái tỷ lệ mà điều trị đáp ứng và sống sau 5 năm của tỷ lệ được đáp ứng rất thấp. Theo thống kê tại khoa khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà, mặc dù khoa được trang bị hệ thống máy móc, thiết bị tầm soát ung thư đường tiêu hóa rất hiện đại và đưa vào sử dụng từ đầu năm 2018, thế nhưng trung bình một tháng cũng chỉ có khoảng 200 bệnh nhân đăng ký khám sàng lọc ung thư sớm, tức chỉ chiếm khoảng 20% tổng số bệnh nhân đến khám tại khoa. Và ngoài tâm lý ngại đi khám bệnh thì còn một số nguyên nhân nữa như người dân chưa có đủ thông tin cơ sở có khả năng tầm soát ung thư, lợi ích cũng như chi phí thực hiện tầm soát ung thư. Cái chi phí để mình làm một cái ca tầm soát ung thư sớm đường tiêu hóa thì nó không cao, nó cũng giá cả có thể chấp nhận được thôi. Dạ dày cỡ khoảng 1,5 triệu một bệnh nhân, đại tràng khoảng 2 triệu một bệnh nhân. Những cái máy mà tầm soát ung thư sớm như này phát hiện được những cái ung thư ở dạng tế bào, do đó cái việc xử lý là vô cùng có hiệu quả, gần như 100% khỏi triệt để, bệnh nhân có về ngay được trong ngày. Hiện nay, tại các cơ sở y tế như Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa Phố Núi, Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà đều đã trang bị máy móc thiết bị cũng như nguồn nhân lực để thực hiện tầm soát ung thư sớm cho người dân. Vì vậy, để bảo vệ sức khỏe của chính mình, hãy thay đổi nhận thức ngay hôm nay. Cái việc sàng lọc ung thư là rất quan trọng hiện nay. Sàng lọc được mà phát hiện giai đoạn sớm thì có thể chữa khỏi. Ví dụ một số ung thư có thể chữa khỏi như ung thư vú, ung thư
đại trực tràng giai đoạn sớm, ung thư dạ dày giai đoạn sớm thì chúng tôi có thể phẫu thuật và chữa khỏi toàn bộ, có thể chưa dùng đến hóa chất hoặc xạ trị. Và chính vì thế mà chi phí hầu như chỉ coi như một cái phẫu thuật bình thường. Câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại tạp chí Sức khỏe đời sống của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.